Bài này chúng ta sẽ vẽ một hình chữ nhật bo tròn góc trong AI. Mở Adobe Illustrator 2020 lên. Ở đây chúng ta sẽ có hai cái công cụ để vẽ được hình chữ nhật bo tròn góc, đó là Rectangle Tool và Round Rectangle Tool. Chúng ta đã có một cái clip nói về cái Rectangle Tool rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói về cái Round Rectangle Tool. Cái sự khác nhau của hai cái công cụ này, khi mà chúng ta vẽ chính xác bằng thông số á, thì cái Rectangle Tool á, chúng ta click vào đây và chúng ta chỉ có nhập được cái chiều dài và cái chiều đứng thôi. Chúng ta không có nhập được cái thông số của cái bo tròn góc. Còn ở cái Round Rectangle Tool này, khi chúng ta click vào đây thì chúng ta có được cái chiều dài và chiều đứng, chiều ngang nè, chiều rộng nè. Ví dụ tôi cho là 70, tôi cho là 50, và cái corner radius, cái bán kính mà nó bo góc á, thì nó là 20 đơn vị là mm hết. Thì đây chúng ta đã có cái phần này. Cái cách thứ hai là chúng ta có thể vẽ một cái hình chữ nhật bo tròn góc bằng cách chúng ta ráp nó linh động hơn, nhưng mà nó bớt chính xác hơn. Ở đây chúng ta vẽ bằng cách mà chúng ta click và chúng ta nhập thông số thì nó rất là chính xác. Ở đây chúng ta có được cái chiều ngang là 70 và chiều cao là 50 rồi. Bây giờ chúng ta ráp như vậy. Thì lúc mà chúng ta đang ráp mà chúng ta chưa có bung chuột á, mà bạn nhấn shift thì chúng ta có được một cái hình vuông bo tròn góc ha. Rồi nếu mà trong quá trình ráp mà chưa có bung chuột nè, mà chúng ta nhấn spacebar là chúng ta định vị lại cái điểm đầu tiên ha. Chúng ta có thể di chuyển được cái hình chữ nhật bo tròn góc ngay khi mà nó chưa có định hình ha, lúc này. Rồi nếu mà bạn nhấn cái phím alternate thì chúng ta vẽ từ tâm ra ha. Ở đây nè, khi mà chưa buông chuột mà bạn nhấn cái nút mũi tên lên mũi tên xuống á, thì chúng ta chỉnh cái độ bo tròn. Đây chúng ta giảm bớt cái độ bo tròn này, càng ngày nó càng vuông hơn nè, nó bớt bo tròn này ha. Rồi chúng ta tăng bo tròn lên ha. Nếu mà bạn nhấn cái nút bên mũi tên bên trái và mũi tên bên phải, mũi tên bên trái thì nó bo tròn tối đa, và bên phải và nó vuông tối đa ha. Như vậy thì cái công cụ Round Rectangle Tool nó liên quan mật thiết với bốn cái nút phía mũi tên. Tất nhiên đó là phím tắt thôi, còn bạn muốn chỉnh mà theo cái thông số thì chúng ta có thể chỉnh ở đây trong cái shape nè, chúng ta có thể chỉnh ngay chỗ này ha. Chỉnh riêng từng góc luôn, chúng ta bỏ cái phần mà cái liên kết nè, chúng ta có thể chỉnh đi từng góc và chỉnh cái góc xoay, cái xoay của cái hình này. Và cái chiều ngang và chiều đứng. Đó là cái công cụ Round Rectangle Tool trong Adobe Illustrator 2020.